lơ và cái xương mỏng. Hôm trước tôi nói rồi, tức là về cái rút lơ thì chủ yếu là nó nhằm xác định có dòng chảy hay không. Rồi thì là dòng chảy đấy mà đi theo hướng nào, chảy về phía đầu dò hay chảy xa đầu dò. Cái thứ ba là dòng chảy đấy có vận tốc là bao nhiêu. Thì đấy là ba câu hỏi mà cái sơn lúc lơ trả lời. Và trong quá trình làm như vậy thì cái vấn đề góc giữa đầu dò hay giữa tia siêu âm và dòng chảy rất là quan trọng. Để mà làm siêu màu có màu đẹp, để mà làm đo lúc lơ nó chính xác thì góc độ người ta khuyên rằng là dưới 30 độ là tốt nhất. Vì dưới 30 độ thì sai số thì khoảng 3% về mặt tốc độ. Nhưng trong thực tế, để mà có những cái đầu dò, để mà có cái định hướng có cái đầu độ, góc độ là dưới 30 độ vô cùng nhiều. Người ta biết rằng là siêu đầu dò học như vậy mà dòng chảy từ này nó tạo một góc khá lớn đối với đầu hướng đầu dò siêu âm. Chúng ta khó lòng mà có một cái động mạch nào mà chạy đúng về cái đầu dò. Lựa thế nào thì lựa, nhỡ ra thỉnh thoảng có một máy hướng như vậy thôi. Ví dụ động mạch thân tạng cái nào, để đầu dò trên thành bụng thì cái thân tạng sẽ thẳng lên cái đoạn, vậy có thể đọc được tí xíu và hầu như là không có động mạch nào như vậy cả. Và đa số nó nằm ở khoảng độ 45 độ. Và thậm chí nhiều trường hợp là 60 độ. Đấy thì chúng ta làm siêu âm mạch máu hoặc vi bằng cái đầu dò phẳng thì rõ ràng là khó lòng mà tạo được góc như vậy dưới 30 độ, mà chỉ có thể tạo góc 45 độ hoặc là 60 độ thôi. Và khi đầu dò để như vậy rồi thì cái sai số của nó, ví dụ 60 độ thì sai số khoảng 30%. Chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh cái góc độ ở trên cái máy để nó cho chúng ta một góc độ hợp lý nhất, và nó điều chỉnh, nó chỉnh lại hay nó tính toán lại cái vận tốc của cái dòng chảy làm sao cái phù hợp nhất, thì đấy trên máy nó có rồi. Cũng tương tự như vậy, đấy là cái phổ màu của cái dòng chảy. Sơ đồ này cho thấy một điều là cùng có một dòng chảy ở trong mạch với vận tốc như nhau, thế mà siêu âm có lúc thì phát hiện được, có lúc thì không. Ví dụ ở cái vị trí này thì đầu dò để gần như vuông góc với lại mạch máu, tia siêu âm vuông góc với chiều dòng chảy, như vậy thì cái cốt alpha sẽ bằng không. Mà cốt alpha bằng không thì nghĩa là không có màu, không có vận tốc, mặc dù vẫn có dòng chảy. Khi mà cái góc độ giữa đầu dò tia siêu âm và cái dòng chảy góc độ nó nhỏ dần lại thì phát hiện rất tốt. Dù đang chảy đến hay chảy đi thì nó phát hiện rất tốt. Ví dụ trong trường này ở vị trí gọi là xa nhất, góc độ nó gần như trùng với tia siêu âm, này trùng này xung quanh cái đầu dò ở đây, thì cái tia đi gần đây gần như trùng với đang chảy, và như vậy ta có cái màu đẹp nhất, ta có cái vận tốc rõ nhất, cao nhất, không bị nhiễu. Như vậy chúng ta hình dung là cái vấn đề để đầu dò định hướng cái tia siêu âm thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái siêu âm màu cũng như là siêu âm rút lơ và vận tốc. Cùng một vận tốc trong lòng mạch nhưng có thể không phát hiện được, có thể phát hiện sai ở chỗ rằng là nó không đúng giá trị thật, và cũng có thể phát hiện rất tốt cả về màu cả về vận tốc. Do vậy trong quá trình làm siêu âm thì nên chú ý cái điều quan trọng là định hướng của cái đầu dò như thế nào đấy để tạo được một góc với cái mạch máu làm sao nó có được nhỏ nhất. Và khi mà đưa cái cửa sổ đo phổ vào trong lòng mạch thì chúng ta sẽ thu được một cái phổ, gọi cái phổ rút lơ. Cái phổ này nó thể hiện cái vận tốc của dòng máu tại cái chỗ mà chúng ta để cái cửa sổ đo phổ. Cái cửa sổ đo phổ lớn hay nhỏ tùy thuộc mạch máu. Ví dụ như là ở tim thì cửa sổ đo phổ có thể tới 5 mm, ở đây một chiều bụng thì cửa sổ đo phổ có thể tới 30 mm, ở đây mạch cảnh thì tương ý là mạch cảnh chỉ có độ 5-7 mm thôi, thì cái cửa sổ chỉ nên để 1 mm.
Và như vậy, khi mà cửa sổ đó phổ để một vị trí thì dòng chảy đi qua đó sẽ được thể hiện bằng một cái phổ vận tốc, tức là những cái vận tốc của dòng máu đi qua vị trí đó phổ được thể hiện bằng cái phổ công lực. Và cái phổ này cho thấy rằng có sự biến đổi vận tốc của dòng chảy theo cái chu chuyển tim. Ở thì hấp thu áp lực trong thất trái tăng lên bóp đẩy máu vào động mạch chủ và nó sẽ được dẫn truyền ra mạch vi, thì lập tức vận tốc ở trong mạch tăng rất cao, tăng rất cao. Rồi sau đấy thì van động mạch chủ đóng lại, đóng lại thì sẽ không còn dòng vận tốc cao nữa và sẽ chuyển sang gọi là thì thân chương. Ở thì thân chương này có thể là có một cái thời kỳ là thời kỳ đảo ngược, hoặc là với một chiếc động mạch thì nó không có thời kỳ đảo ngược thì nó có pha thân chương. Thế tại sao lại có cái thời kỳ đảo ngược này? Thì ta biết rằng là khi mà cái động mạch, khi mà máu thất trái mà nó bóp để đẩy máu vào trong động mạch thì động mạch sẽ bị giãn ra, áp lực tăng cao, động mạch sẽ bị giãn ra. Và tùy theo động mạch mà cái sự giãn đó có thể là 6 đến 12 hoặc 15% so với lại cái lúc bình thường. Khi mà van động mạch đóng lại thì do chưa được tĩnh mạch nó sẽ co bóp nhỏ trở lại, và như vậy thì nó sẽ dồn máu ngược từ ngoại vi về phía trung tâm, và như vậy sẽ có một thời điểm là xuất hiện một cái dòng chảy hơi đảo ngược chiều so với động mạch chính, và đây chính là pha đảo ngược. Tất nhiên là tùy thuộc vào động mạch nào nó có cái pha này, nó có cái này, và sau đấy là cái pha gọi là pha thân chương, và người ta sẽ đo đạt các cái chỉ số nào là cái vận tốc bình tâm thu, nào là vận tốc pha thân chương, nào là thời gian tăng tốc, thời gian giảm tốc, rồi tính tỷ lệ giữa cái pha thân chương với pha thân thu vân vân, để cho ra các cái chỉ số đánh giá. Đây là một trường hợp mà nó cho rằng để cái cửa sổ phổ đúng giữa lòng mạch và ta chỉnh cái góc cho nó phù hợp sẽ đo được cái phổ vận tốc. Thế tại sao bảo một cái mạch máu bình thường thì để biết đúng ở giữa lòng mạch thì thu được cái phổ vận tốc, mà cái phổ này thể hiện dòng chảy ở giữa lòng mạch, và dòng chảy giữa mạch mà đi qua đúng một cái này thì nó chỉ là một loại vận tốc, một loại vận tốc. Và như vậy cũng thể hiện một cái phổ là phổ có cái vận tốc đi lên và đi xuống, và ở giữa cái phổ đấy sẽ là không có cái vận tốc nhiễu loạn, gọi là cửa sổ của cái phổ, gọi là để biết đúng và dòng chảy bình thường. Nếu trường hợp mà viết mở rộng ra đây, cũng phải là còn này, từ đây là gấp đôi cái ban nãy, và một phần cái viết này sẽ áp sát vào cái thành mạch, nghĩa là dòng chảy đi qua đây thì có cái vận tốc ở giữa dòng rất là nhanh, có cái vận tốc ở gần thành mạch rất là chậm, và do đó cái phần cửa sổ của phổ này nó sẽ bị nhiễu loạn, tức là trắng cả phần giữa cửa sổ đấy. Trường hợp hà ghép còn lớn hơn nữa, tức là còn lớn hơn cả lòng mạch đấy, từ đây đến tận đây, tức là bao trùm cả toàn bộ cái lòng mạch và sang thành mạch, thì ta sẽ có hiện tượng là gì? Tức là nó thu được vận tốc cả ở giữa dòng, cả ở sườn thành dòng, và vận tốc này sẽ là nhanh và chậm đều xuất hiện ở trên cái phổ cả. Ngoài ra cái kết đấy còn bao trùm cả thành mạch. Thành mạch thì nó không chảy, nhưng mà nó có cái sự vận động co giãn nhẹ nhẹ theo nhịp tim, và như vậy nó sẽ được thể hiện ở trên cái cylinder bằng những cái vạch sáng trắng, tức là cái biên độ không cao nhưng mà nó lại sáng trắng, chính là cái vị trí của nó. Như vậy chúng ta phải chú ý là cái vết này, một là nó phải nhỏ nằm gọn trong lòng mạch, giữa lòng mạch, và đồng thời là nó không để chùm ra phía gần với thành mạch quá, tránh hiện tượng nhiều.
cũng không để cái gain quá cao. Mục tiêu của chúng ta là gì? Dùng những xe rút đơn tạo ra phổ, và cái phổ này được thể hiện trên màn hình là rõ nhất. Nhưng mà chúng ta để gain thấp thì chỗ này sẽ đen toàn bộ, đen hết mà chỉ thấy phổ thôi. Để gain quá cao thì cả những cái nhiễu cũng xuất hiện ở trên cái màn hình, và như vậy nó sẽ làm cho cái hình ảnh trở nên là nhiễu loạn và không đẹp. Ngoài ra thì cũng có những soi gương và cái phổ ống trần, ta thấy đây là phổ chính thức của nó, nhưng mà phía dưới lại có hình ảnh gần giống như vậy, gần giống như vậy là phía dưới do để gain quá cao. Còn cái hiện tượng aliasing thì đấy là hiện tượng khi mà chúng ta để cái ngưỡng vận tốc, dù là ngưỡng vận tốc hay ngưỡng màu, cái ngưỡng này chiều này để cái ngưỡng này khoảng độ 40 cm/s, thì mà cái đường không nó về một phía trong cái vận tốc của nó là cao hơn 40 chẳng hạn, thì như vậy toàn bộ cái phần đầu trên của cái phổ vận tốc sẽ bị cắt cụt, và cắt cụt rồi thì nó chuyển xuống phía dưới, nó chuyển về dưới, và như vậy chúng ta có cái cách, một là tăng cái lượng vận tốc lên, hai là chuyển cái đường cơ bản xuống để thu được toàn bộ cái phổ của nó thì đó chính xác hơn. Và khi mà có cái hiện tượng aliasing này, tức là cái phổ vận tốc bị cắt cụt ở trên cái phổ lơ, thì trên phổ màu sẽ xuất hiện cái hiện tượng gọi là nhiễu loạn hay là thảm màu. Đấy là vì những cái chỗ ở trên đường thu này thì nó là vẫn là màu đỏ, nhưng mà cái phần cắt cụt ném xuống dưới thì trở thành màu xanh, do vậy cho nên là cái màu trở nên nhiễu loạn. Do vậy trong quá trình làm luôn luôn chú ý để cái ngưỡng màu, để cái ngưỡng vận tốc sao cho phù hợp nhất đối với từng cái trường hợp một. Đây có một cái trường hợp tôi muốn nói với anh luôn, cái ngưỡng màu. Ví dụ đây là trường hợp để ngưỡng màu là 20 cm/s, thì dòng chảy của nó là gì? Là nhiễu loạn, là thảm màu, vì những cái vận tốc cao hơn 20 thì nó trở thành một cái nhiễu loạn thảm màu. Cũng là cái này, nhưng mà đưa cái ngưỡng màu lên tới 40 thì trở thành cái dòng chảy là khá đẹp, thể hiện đúng là dòng chảy đều đặn trong lòng này. Cho nên cái ngưỡng màu là quan trọng, và muốn vậy chúng ta phải biết được là, hay là đoán được là cái ngưỡng màu ở cái chỗ mà chúng ta muốn khảo sát nó là bao nhiêu. Ví dụ khảo sát van một cái chủ thì phải đến cao 70, 80, 90, khảo sát van ba lá thì thấp thôi là 50, 40, khảo sát tuyến giáp thì để độ 10, 15 thôi, khảo sát bụng thì khoảng chừng 20, khảo sát cái thận thì ở nhu mô thì cũng để chừng độ 20, 15, nhưng mà khả năng thân và thận thì phải tăng lên đến 40, 50, như vậy tùy theo từng cái máu mà chúng ta sử dụng cái ngưỡng màu cho phù hợp. Trong quá trình làm siêu mạch máu tốt đơn, chúng ta hay sử dụng một số cái chỉ số như tôi đã vừa xong, tức là những cái mà chúng ta cần đo đạc. Khi gặp một cái phổ thế này thì ta đo cái vận tốc tối đa gọi là VF, ta đo cái vận tốc tổng trương gọi là VD, và một số trường hợp là máy nó tự tính toán cho chúng ta, tức là khi chúng ta có cái phổ này rồi, lấy dấu điểm đầu, lấy dấu điểm cuối, là máy nó tự tính toán chúng ta thêm cả vận tốc trung bình nữa, rồi tính toán luôn chúng ta các chỉ số như là RI, PI, rồi A trên B, vân vân. Thông thường cái máy này là như vậy, nhưng mà ở đây tôi nói rằng chúng ta hay sử dụng cả chỉ số này. Cái chỉ số thứ nhất hay dùng nhất là chỉ số gọi là RI,
hay là chỉ số trở kháng UCO. Chỉ số này được tính toán bằng cách lấy vận tốc tâm khu, tức là tốc đỉnh này, trừ đi vận tốc thủy tâm trường và chia cho cái vận tốc tâm khu mỗi đầu mạch, thì cái chỉ số này nó khác nhau. Rồi sau này khi chúng ta làm thì ta phải nhớ, ví dụ đầu mạch cảnh chung là bao nhiêu, đầu mạch cảnh trong là bao nhiêu, đầu mạch đốn thận hay đầu mạch nhu mô thận là bao nhiêu, đầu mạch đốn và cái thai là bao nhiêu, hay là đầu mạch tử cung là bao nhiêu, thì ta phải nhớ. Cái trường thứ hai là cái chỉ số. Cái số này thì nó sẽ chia ra hai cái mức. Nếu ở cái mức bình thường thì thôi, ví dụ RI của đồng mạch cảnh nhà gốc thì nó khoảng độ dưới 0,65. RI của đồng mạch cảnh trong thì nó dưới 0,5. Còn cái RI của những đồng mạch như đồng mạch quay, đồng mạch trụ, đồng mạch cảnh chân thì nó rất là cao, có thể là 0,9. Và nếu như nó vượt số con số ấy gọi là trở kháng cao hay là tăng trở kháng. Tăng trở kháng ý nghĩa gì? Thực ra ý của nó thì nói là nhiều, nhưng mà nó lại có cái sự cản trở của dòng chảy ở phía ngoại vi, có cái sự cản trở để ngoại vi, có thể là do cái mạch ở phía đó nó hẹp lại, có thể là do nó sơ hóa, hoặc là cái tuần hoàn ở phía ngoại vi ấy nó kém, cái tưới máu nó kém đi thì nó tăng cái trở ngại. Thế còn nó giảm thì sao? Nó giảm thì cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là ở phía sau đấy dòng chảy nó quá tốt, quá tốt, cho nên cái dòng tâm trương nó cao, nó không cản trở gì cả, cái đấy nó giảm. Với cái chỉ số xung Wesley, tức là người ta gọi là chỉ số đập PI, chỉ số đập thì nó bằng, cũng bằng cái VF trừ đi VD như ở trên, nhưng mà chia cho vận tốc trung bình. A trên B, tức là cái tỷ lệ giữa vận tốc tối đa và vận tốc tâm trương, rồi cái chỉ số giữa vận tốc tối đa và vận tốc trung bình. Rất nhiều chỉ số như vậy, nhưng mà thông thường nhất người ta hay dùng chỉ số RI. Thế ta hình dung ở một mạch máu thì bao giờ cái vận tốc tối đa nó cũng lớn hơn, cái vận tốc thu cũng lớn hơn tâm trương, và chia cho vận tốc tâm thu. Vậy thì giả sử với D bằng 0 thì RI bằng 1, nghĩa là hầu như không bao giờ có RI lớn hơn 1, thì có từ 1 trở xuống thôi. Để chú ý cái đấy. Rồi thì là nó lớn đến chừng nào, và nó lớn đến 1 là cùng, và nó nhỏ đến chừng nào, thì khi nào mà vận tốc tâm trương này nó lại cao gần bằng vận tốc tâm thu thì như vậy là xấp xỉ bằng 0. Ví dụ như trong cái trường hợp mà chúng ta đo những cái dòng chảy động mạch và những động mạch mà nối với tĩnh mạch làm cái fitting của cái thận nhân tạo thì cái RI rất là thấp, vì dòng chảy nó chảy từ động mạch nó sang ngay tĩnh mạch rất tự nhiên, cho nên là cái phổ của nó sẽ là gì, vận tốc tâm trương cao, tâm trương cũng cao, và như vậy RI rất là thấp. Ở đây là một vài cái những cái cần chú ý để mà làm cho cái đo cái màu cũng như là cái bút lơ nó tốt. Nếu như mà cái hình ảnh màu ấy nó bị nhiễu màu, nếu như mà cái bút lơ mà cái biên độ nó thấp thì cần phải xem là có phải là do đầu dò để nó quá gần như vuông góc với lại hay không, hay là do để cái bên bút, cái bên cái bút bên tức là quá sáng, quá sáng. Vì thường khi làm màu là lúc lơ làm tinh vậy thôi, thì khi đã chuyển sang chế độ làm màu hay là lúc lơ thì nên giảm cái gain và cái bút đi, tức là nó tối một chút thì nó sẽ đẹp hơn, hoặc là do cái gain màu để thấp quá, hoặc là cái tần số quét quá cao, hoặc là cái lọc, để cái lọc có cái phần là lọc thành thì cũng được chỉnh, mỗi máy đều có những cái chỉnh cả đấy. Thế là trên cái hình ảnh siêu âm thì ta thấy cái hình của cái
resin thì nó chỉ là cái tốc độ của chúng mình quét, không có cái chỉnh. Rồi trong khi mà cái vận tốc thì thấp mà mau thì lại bình thường, thì ta phải điều chỉnh góc góc ở trên máy có một cái chỉnh góc xoay một cái hoàn chỉnh nó đúng cái trường chạy, thì như vậy cái vận tốc đúng. Rồi không có cái cửa sổ, cái cửa sổ mà cái phổ rơ lên xuống này, nó có cái chỗ ở giữa bàn cửa sổ là đen thì bây giờ nó bị trắng hết ra, thì có thể là do để cái game có cao, cái game tốc rơ nó cao quá thì là trắng toàn bộ ra, phải là phải giảm xuống. Rồi có thể thấy cái động mạch bằng phi thì có phổ ba pha nhưng mà đều nằm ở phía đường không, thì có thể là do cái hình ảnh là do tăng lên máu vì cái trở nóng nó giảm đi, như là trường hợp là có cái thông và động mạch ở cái mạch ấy, thì ta phải xem kỹ cái đấy trực tiếp. Tôi đã một chút về cái xương mạch từng mạch một, thì đây nó là một cảnh và chút nữa nó là mạch chi đến mạch chi, thế thôi, nhưng không có dám có hiểu về cái khác vì mỗi một mạch máu nó đều có những đặc điểm riêng, và nếu mà làm sâu làm kỹ thì phải tìm hiểu từng mạch máu một. Ví dụ về mạch thận thì chia ra một mạch thân và thận ra sao, ở bốn thận cái nào, đi mô thận thì phải làm sao, rồi động mạch ở thai, ở bánh nhau, đi rốn, động mạch tử cung thì thay đổi trong quá trình phát triển của thai làm sao thì nó sâu hơn và quá lâu, thì đấy là người làm chuyên sâu hơn và sẽ làm xong. Trước khi mà nói về cái cụ thể là mình cảm thì nói thêm một chút về động mạch trong cơ thể người ta thì có động mạch lớn như động mạch chủ, có động mạch nhỏ ra đến các ngón tay thì đường kính nó chỉ độ nửa mm thôi, rất là nhỏ, nhưng mà về cấu trúc của nó thì cơ bản giống nhau, tức là thành động mạch thì thường có ba lớp, lớp trong cùng người ta gọi là lớp áo trong hay là lớp nội mạc, làm lớp mỏng nó chỉ gồm tế bào nội mạc nó bám trên cái màng, và như vậy nó sẽ có cái bề mặt tăng âm nằm giữa lòng mạch và cái thành mạch, lớp giữa và lớp trung mạc. Lớp trung mạc này là thường là dày, có thể là tới hàng một nửa mm hoặc là một mm. Lớp này thì gồm có lớp tươi trơn và các thành phần khác như là các sợi collagen, và lớp ngoài cùng gọi lớp áo ngoài là một cái lớp mà chủ yếu là cái tổ chức liên kết và nó bám liên tục với cấu trúc bên ngoài nó nữa. Và như vậy khi mà làm siêu âm ở một cách trục dọc hay trục ngang thì ta đều có thể đánh giá được cái lớp máu trong, tức là đo từ cái lớp máu trong áp sát với là máu trong động mạch đến cái lớp máu ngoài, thì toàn bộ lớp đấy là lớp nội trung mạch, tức là gồm có các tế bào nội mạc với mạch máu cho đến các tế bào cơ trơn cho đến cái collagen ở lớp trung mạch, và gọi chung là lớp nội trung mạch, cái tắt là IMT. Và động mạch thì cắt ngang sẽ có hình tròn, cắt dọc là có hình ống như một con kênh, hai bên là hai cái thành mạch như con kênh, và cái bờ trong của nó thì bao giờ cũng là ở người bình thường trẻ thì bờ trong là nhẵn đều, trơn nhẵn đều, và cái độ dày của lớp nội trung mạch tùy thuộc vào nó. Ví dụ độ dày IMT của động mạch chủ bộ thì nó khoảng chừng 0.9 đến 1 mm. Độ dày của lớp nội trung mạch của mạch cảnh thì nó khoảng chừng 0.6 mm. Còn tất nhiên động mạch nhỏ thì là cái độ dày lớp nội mạc của mạch nhỏ đi. Ví dụ động mạch chạy trước hay sau, đường kính nó chỉ có độ 2.5 mm thôi, thì là cái độ dày của nội trung mạc thì không chỉ có độ 0.2, 0.3 mm thôi, rất là mỏng. Như vậy ta thấy là mỗi cái động mạch khác nhau, và trong cơ thể nó chia làm hai loại động mạch cơ bản là động mạch chun và động mạch cơ. Động mạch chun thì trong đấy có nhiều những cái chất chun hơn, nó đàn hồi tốt hơn, như là động mạch chủ, như là động mạch cảnh, động mạch phổi là những cái động mạch chun, tức là có nhiều chất chun hơn.
nó đàn hồi tốt. Còn động mạch ngoại biên, động mạch chậu rồi đùi, động mạch theo, động mạch tay chân luôn thì là cơ. Thì như vậy là trong đấy nó gồm cái tế bào cơ trơn là nhiều hơn. Và như vậy thì có khả năng co lại để điều chỉnh cái lượng máu đi ra phía sau lòng. Với bệnh cảnh thì ta biết rằng là nó nằm ở đâu, ở dưới cổ, ngay đâu dưới cổ thôi. Và quá trình khảo sát nó thì chúng ta chú ý mấy cái điểm là có thể cái lòng ngửa có thể là kê cái gối và đúng gáy nó hơi cao một chút, hoặc có thể không kê như trường này. Và bác sĩ thì nếu mà như ngày xưa thì nó phải là ngồi ở phía trên đầu bệnh nhân cho người làm, nhưng mà thực ra như vậy nó bất tiện, là chúng ta biết là vấn đề là người bình thường biến là chúng ta tay có thể là dễ làm được. Và trong quá trình làm thì có thể cho lòng ngửa cổ một chút cho nó dễ làm. Đầu tiên thì nên cắt theo trục ngang trước, cắt trục ngang thì cái động mạch nó sẽ hình tròn và như vậy là đường kính lòng mạch nó khoảng độ 6 mm hoặc là 6 mm, mà các đứt độ trung mạc rất rõ ràng. Thế khi mà xuất hiện cái sự dày lên của đứt độ trung mạc hay là những cái điểm vôi hóa của đứt độ trung mạc thì đấy là hiện tượng của cái vữa sơ. Và cái kỹ thuật thì không có gì khó, chỉ chú ý mấy cái điểm. Thứ nhất là không được đẹp, vì là cái mạch cảnh nó là cái vị trí là khá nhạy cảm. Nếu chúng ta đè mạnh quá thì nó sẽ kích thích khoảng cái xoang cảnh, hoặc ngược lại có thể làm cho cái mạch máu nó xẹp đi một chút, thì có thể dẫn tới là giảm cái lượng máu lên não làm người ta khó chịu. Và đồng thời mà quan sát cái mạch cảnh từ cái kích thước của nó, từ cái độ trung mạc làm sao và cho đến chiều dòng chảy. Ở đây một trường đánh đầu dò theo các trục dọc rồi trục ngang và thấy cái dòng chảy thế này. Đây là một hình ảnh của cái động mạch cảnh chung, đầu dò để ở dọc các động mạch cảnh, thấy cái thanh mạch nó khá là đều đặn. Riêng chỗ này thì nó có hình ảnh của cái dài lên đây, bên một trường mà thấy thanh mạch động mạch nó dài đấy, thể hiện là có cái mảng giữa sơ ở đây. Và đưa cửa sổ đó phổ vào giữa động mạch cảnh thì sẽ thấy cái phổ động mạch cảnh, một phổ gọi là phổ hai khan, khan âm cu và khan âm trương đều là khan dương. Và cái chỉ số LI thông thường của mạch cảnh chung nó khoảng ở dưới 0,65. Đây là một cái chỉ số, ví dụ đây là cái độ dày của nó 0,64, rồi đường kính của nó là này, âm cu, âm trương và cái một số cái chỉ số liên quan là khả năng rắn của nó. Vận tốc của nó thì có thể đến 100 cm/giây, và cái vận tốc trung bình của nó khoảng 44 cm/giây. Chỉ số LI thì nó khoảng độ 0,75-0,65, nhưng mà nhìn chung là nó khoảng 0,65, bình thường là như vậy. Và có thể nhìn qua một chút chút khác. Trong một cảnh trong thì ta cũng quan tâm là khi mà cắt dọc, cắt ngang thì rê đầu dò từ dưới lên trên thì thấy đến cái ngã ba vùng xoang cảnh to ra, rồi nó bắt đầu xiên làm hai nhánh. Một nhánh sẽ có hướng đi ra phía ngoài lớn hơn, đi ra phía ngoài để nó đi sâu vào vùng cổ thì nó phía trong. Một nhánh nữa thì nhỏ rất nhanh và đi vào phía trong, đấy là phía ngoài và nó nhỏ ra và chia. Và cái phổ vận tốc của đường kẻ trong là một phổ vận tốc là có trở kháng thấp hơn cả đường kẻ chung. Do vậy cho nên là chúng ta thấy là cái hình ảnh của nó, cái hình ảnh của nó thích cái trong tâm trương khá cao. Ngược lại, động mạch ngoài thì đã trở thành động mạch cơ, do vậy cho nên là có trở kháng cam, tức là cái vận tốc âm thu rất là trương rất thấp và LI sẽ có thể lên tới 0,8-0,9. Người ta có thể tính toán độ hẹp, của mạch cảnh theo cái vận tốc, nhưng mà trong thực tế thì tôi thấy rằng là cũng không nên quá tin cậy vào cái vận tốc. Bởi vì sao? Trong quá trình chẩn đoán cái hẹp động mạch thì chúng ta dựa chính vào cái 2D đo được cái đường kính lòng mạch, đo được cái độ dày của thành mạch hay mạch vữa sơ và tính toán được cái độ hẹp. Sau đấy thì chúng ta thả cái màu vào với những màu vừa phải
thì ta biết là chỗ nào mà lòng mạch còn chảy tốt thì nó sẽ có màu, và đo được cái đường kính chuẩn bị màu ấy thì rõ hơn. Chứ còn lớp lơ thì nó sẽ thay đổi rất nhiều. Lớp lơ thì cái phân tích của nó rất là phức tạp, thay đổi và nó còn phụ thuộc vào phía trước chỗ ta đo có hẹp không, phía sau chỗ ta đo có hẹp không. Chứ còn nếu đo riêng một chỗ như vậy thì nó chỉ là có giá trị trong trường hợp như vậy là hẹp đột ngột do cái gì đó chèn ép vào thì được, nhưng nó rất khó. Như vậy thì là sẽ quan tâm nhiều đến cái hình ảnh 2D hơn. Đấy là cái nguyên lý là như vậy. Thế còn là lòng mạch trước chỗ hẹp là bao nhiêu, vân vân, thì
sau đấy thì làm sơn màu để xem cái dòng chảy nó có bị quật xoáy không, nó có khẳng màu không. Rồi tiếp theo làm sơn rút lơ để đo được cái vận tốc VS, đo được vận tốc VD, đo được vận tốc trung bình và tính toán được các chỉ số như RI, MPI. Thế còn trên 2D thì tôi cho là vấn đề quan trọng nhất, tức là thấy được hình ảnh của gương, đánh giá được cái mức độ lớn của gương, đo được cái đường kính lòng mạch còn lại, đo được cái đường kính lòng mạch ở cái chỗ trước chỗ hẹp và từ đó tính ra cái mức độ hẹp của anh được chẳng. Còn khi ông Fazio phân chia cái giai đoạn giữa sự lòng mạch thành những mức như sau: độ 1 được coi là bình thường, lòng mạch và thành mạch đều, nước động mạch thì dày không quá 1 mm, đấy là nói chung chung. Còn như tôi vừa nói xong là ở đây mạch chủ khoảng 1 mm, nhưng mà mạch cảnh thì khoảng 0.6, còn động mạch ngoại vi, động mạch ở chạy trước thì sau thì 0.3 thôi. Về mặt nhãn và không có các cái đám tăng lên. Cái độ 2 thì lòng mạch và thành mạch không đều nữa, cái lòng mạch cái bờ của nó thì đôi mạch không đều nữa mà nó trở thành hình, có những cái hình nó lồi vào trong lòng mạch, lồi trong lòng mạch và thông thường thì nó dày có thể là tới 3 mm, 3 mm. Độ 3 thì lúc này cái mảng giữa sơ có thể là trên 3 mm rồi, đủ sức gây hẹp lòng mạch rồi. Còn độ 4 thì bắt đầu là có những ổ lách, có những cái chỗ xùi, có những cái chỗ canxi hóa, vôi hóa, thì phải đặt vào cái này có cái độ kia. Nếu mà đo cái đường kính lòng mạch để tính độ hẹp thì thông thường người ta đo cái đường kính ở vị trí như vậy là bình thường. Ở đây là lòng mạch tổn thương đây, thì cái chỗ lòng mạch còn lại thì lúc này, còn cái lòng mạch bị vữa sơ, huyết khối đã bám vào, còn có hết chừng này, còn lòng mạch này thôi. Thì như vậy mức độ hẹp ta tính có thể tính theo đường kính hoặc tính theo diện tích, mà đường kính mà diện tích thì được tính từ đường kính mà ra, cho nên bản chất của nó là giống nhau, bản chất là giống nhau. Người ta đo đường kính và lòng mạch, giả định là chỗ này là chỗ bình thường, đo đường kính và lòng mạch bình thường, rồi đo đường kính của cái lòng mạch còn lại. Và như vậy chúng ta lấy đường kính của lòng mạch toàn bộ lòng mạch bình thường, ta trừ đi đường kính của cái lòng mạch còn lại và chia cho đường kính của lòng mạch bình thường, nhân 100% thì ra được cái diện tích hẹp. Đây là phần của tôi là đo toàn bộ phần này và lấy cái phần là toàn bộ này trừ đi phần này, tức là còn lại phần đã hẹp, và thông thường thì hẹp tới 50% thì cũng chưa gây ảnh hưởng nhiều đến chức năng, cho nên gọi là hẹp chưa ý nghĩa, và hẹp trên 50% thì mới gây các cái biến đổi về chức năng và bắt đầu tính là mức độ hẹp. Ở đây là một số những cái bảng phân loại, ví dụ hẹp từ dưới 50% người ta gọi là gì, không 50%, thì thấy cái phổ của nó là bình thường thôi, rồi là cái vận tốc của nó cỡ này, rồi thì là những cái một vài những cái phổ ở phía trước chỗ hẹp, ở sau chỗ hẹp vân vân, chúng ta cũng quan sát kỹ cái dấu hiệu này. Nhưng mà thông thường tôi nghĩ là chúng ta cũng biết tham khảo, tức là đấy là nó tùy thuộc vào cái vận tốc bình thường là bao nhiêu mình tính ra được, còn đây là tính chung hơi phổ thông chung thôi, chứ còn thì nó không có những cái chi tiết cho từng đồng hành một, và sau chúng ta sẽ làm thêm làm mình nào thì chúng ta phải làm cái đó. Là 4 giờ thì xong.